Xin gái à. Em thì tên tộc gì đây? Em là dân tộc Mông. Dân tộc Mông. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 16 tuổi. Chồng chưa em ơi? Em nói là năm nay chưa lấy chồng là bị ế rồi. Đúng rồi. Thế về nhà chồng có chuẩn bị gì không? Em sẽ được 40 triệu. 40 triệu? Nếu chồng em mà không có tiền thì phải làm thế nào? Để trả góp chị. Ừ, xin được.